Quickly download the first application, free application, to learn how to speak English and receive a gift worth more than $2 million. Wow, it's so much more than just learning English. Yes, that's exactly what the first app will bring directly to you. With the first application, we create a playground for Vietnamese students to learn directly with many native English teachers, easily, effectively, and at a price you can afford. Vì thế cho nên là mình có thể cải thiện cách tự nhiên nhất. À, mình là người mới, hôm nay mình mới đến lần đầu, nhưng mà mình thấy câu lạc bộ là mọi người rất là nhiệt tình, là thường thì người Việt mình sẽ mắc cái việc là sẽ ngại nói tiếng Anh, rất là sợ sai, nhưng mà mình thấy là chủ rất là nhiệt tình và ai cũng vui vẻ, nên là mình nghĩ là việc học tiếng Anh như thế này là In addition, you'll also have the opportunity to get in shape by training mixed martial arts in English with trainers from many countries around the world. App the First regularly provides free English courses directly with foreign teachers of MMA, Muay Thai, boxing, judo, karate, yoga, and jiu-jitsu, just to name a few. Welcome to Victory MMA. We're doing a video clip to show a little bit of demonstration of all kinds of techniques that we learned in Krav Maga, but we're doing it in a fun, showy kind of way. I hope you enjoy our clip. In here we have my friend Ka here. He helped us out a lot in the clip, and he's an awesome person. He's going to tell a little bit about himself. Đây là lần đầu tiên mà Ka đến cái câu lạc bộ của Sai. Thì Ka rất thích nơi này, rất là rộng rãi, thoáng mát. Hy vọng các bạn sẽ đến đây thông qua một lần để coi rồi. Ở đây có rất là nhiều môn võ rất là thú vị, và đặc biệt đó là cái môn Krav Maga đến từ Israel. Và Ka nghĩ đây là người đầu tiên đem đến cái môn võ này đến Việt Nam. Are you ready to travel with foreigners to explore the great things you never knew? Quickly upgrade your English communication skills and keep up with our regularly updated activities at www.appthefirst.com. Fan page facebook.com/appthefirst, as well as our YouTube channel. All the best.